Ngày 17 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Á, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hải Dương và các đơn vị địa phương liên quan. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 7 đối tượng, trong đó có Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á và Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương. Đã hơn một tuần sau khi vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Á và CDC Hải Dương bị khởi tố, dư luận xã hội vẫn chưa thôi xôn xao với nhiều câu hỏi. Vụ việc gây chấn động dư luận bởi những thông tin về số tiền hoa hồng mà Công ty Việt Á chi cho Giám đốc CDC Hải Dương. Theo kết quả điều tra ban đầu, Phan Quốc Việt đã chi phần trăm ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến gần 30 tỷ đồng trong tổng số 151 tỷ đồng thông qua 5 hợp đồng mua bán giữa hai bên, tức là chiếm khoảng 1/5 tổng số tiền mua bán kit test COVID-19. Thông tin từ ban chuyên án, từ năm 2020 tới nay, Công ty Việt Á đã cung ứng kit test COVID-19 cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đã tìm cách nâng khống giá cả lên nhiều lần so với giá thành sản xuất để trục lợi. Ngay lập tức, nhiều địa phương lên tiếng khẳng định việc mua bán kit test COVID-19 được thực hiện theo quy định, không có tư lợi trục lợi xảy ra. Tất nhiên, chưa có kết quả điều tra, với nguyên tắc suy đoán vô tội, khi chưa có kết luận cuối cùng, chưa thể khẳng định một số tỉnh thành có ăn chia trong các thương vụ này. Tuy nhiên, trong thâm tâm không cho phép chúng ta suy nghĩ rằng những khẳng định không có sự trục lợi tư lợi trong mua bán kể trên là hoàn toàn trong sạch. Diễn tiến điều tra về vụ việc đã phát sinh nhiều tình tiết mới, cho thấy có dấu hiệu sai phạm liên quan đến một số CDC các tỉnh ngoài CDC Hải Dương. Số tiền mà Việt Á chuyển cho CDC và các bệnh viện trên cả nước không hề nhỏ, ít khoảng 500 triệu đồng, nhiều khoảng 100 tỷ đồng. Hãy thử nhớ lại giá kit xét nghiệm COVID-19 hỗn loạn thế nào trong những ngày cách ly xã hội căng thẳng nhất. Nơi này khác nơi kia, không nơi nào giống nơi nào, giá cả chênh lệch nhau với khoảng cách rất xa. Trong khi đó, có những tài liệu đáng tin cậy trên khắp thế giới gián tiếp công khai tố cáo không ở đâu kit xét nghiệm COVID-19 lại đắt đỏ như ở nước ta. Rõ ràng là các đối tượng xấu đã thông đồng nhau câu kết để lèo lái công cụ chống đại dịch thành món hàng béo bở. Họ như con kền kền ngửi thấy mùi tanh, sẵn lòng dứt bỏ mọi ràng buộc cần tuân thủ, quyết tâm đạt cho được lợi ích bằng mọi cách, dù là bẩn thỉu và tăm tối. Tham nhũng trong mùa đại dịch là một thứ tội ác, không chỉ đơn giản là dơ dét mà còn thể hiện sự sa đọa tận cùng của nhân cách. Đây là hiện tượng băng hoại đạo đức một cách tàn nhẫn, coi thường những hy sinh mất mát, đồng thời tác động sâu sắc đến mọi nỗ lực chống dịch, gây ra hậu quả khó lường, khiến cho tính mạng nhân dân bị đe dọa, đời sống trở nên xáo trộn. Đây là một vụ án tham nhũng gây chấn động cả về quy mô, tính chất, mức độ cũng như thời điểm xảy ra tội phạm. Suốt 2 năm qua, dù đang lao đao trong cơn đại dịch COVID-19, nhưng người dân, doanh nghiệp vẫn phải gánh thêm chi phí xét nghiệm cao. Bởi vậy, người dân cả nước rất mong vụ án nhanh chóng hoàn tất điều tra, hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan sớm được làm rõ và xử lý nghiêm khắc nhất theo đúng quy định pháp luật. Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều ngày 22 tháng 12 cũng đã yêu cầu Bộ Công an nhanh chóng mở rộng điều tra, thu hồi tiền bạc đã bị chiếm đoạt thất thoát về cho nhà nước, sớm đưa vụ án Công ty Việt Á ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật, đồng thời yêu cầu các bộ, y tế, tài chính, kế hoạch đầu tư, chính quyền các địa phương phối hợp rà soát quy trình đấu thầu, mua sắm trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch, chấn chỉnh tình trạng này, chống thất thoát tài sản, tiền bạc của nhà nước, lấy lại niềm tin cho nhân dân. Hy vọng rằng với tinh thần này, những cái sân sau đang làm lũng đoạn hoạt động của ngành y tế nói chung và lĩnh vực đấu thầu cung cấp thuốc, vật tư y tế nói riêng sẽ sớm bị trừ diệt tận gốc để ngành y tế giữ được tiếng thơm, chữa bệnh, cứu người.